Đây là cái đồng hồ đầu tiên này của chị em đeo trước nè. Đây là đồng hồ anh em dâu sau đó một ngày chứ mấy. Dạ. Xong rồi cặp nhẫn này đặt là 10 ngày. Rồi bây giờ cho em mượn chiếc nhẫn kia cũng 10 ngày đã hoàn tất giao cho anh full. Còn cái túi clutch thì ngày mai anh ở đâu em cho mấy bạn đem qua nha. Rồi quá đẹp. Đây là tên là chữ T. T là không phải tên của chị, tên của anh. Đây là chữ H. H không phải tên của anh mà tên của chị. Xong rồi anh chị mới từ lúc mà đặt của em xong á thì mới đầu về hai cái tay như thế này nè, thắt tên lẫn nhau để đóng dấu sự yêu thương. Nhưng mà sự yêu thương nó sẽ ăn ngon hơn khi đến với Kỳ Lân, và Kỳ Lân mời anh chị một chai rượu, mà chai rượu này là chai rượu tình nhân. Em lấy cái thùng sắt để một cặp tặng anh chị đi về. Anh chị đêm nay anh chị sẽ thưởng thức và thăng hoa, và tình cảm sẽ mặn nồng, lúc đó sẽ luôn luôn nhớ đến Kỳ Lân. Rồi chúc anh chị trăm năm hạnh phúc, mọi điều như ý, tất cả những gì tốt đẹp nhất nha. Rồi. Showroom đang sửa rất là bề bộn mà anh chị đến, mong anh chị thông cảm nha. Kỳ Lân Luxury sang trọng đẳng cấp thượng lưu.